Thi Thiên 42. Đức Chúa Trời ơi, linh hồn con mơ ước Chúa như con nai cái thèm khát khe nước. Linh hồn con khát khao Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời hằng sống. Khi nào con sẽ đến và được gặp mặt Ngài? Hàng ngày người ta cứ hỏi con, Đức Chúa Trời ngươi đâu? Thì con nuốt nước mắt thay cho thức ăn suốt đêm ngày. Xưa con đi cùng đoàn dân dẫn họ đến nhà Đức Chúa Trời với tiếng reo mừng và ca ngợi. Giữa đoàn dân đông dự lễ, bây giờ nhớ lại những điều ấy, lòng con buồn thảm xót xa. Hỡi linh hồn ta, vì sao ngươi sờn ngã và bồn chồn trong mình ta? Hãy hy vọng nơi Đức Chúa Trời, ta sẽ còn ca ngợi Ngài nữa, vì nhờ gặp mặt Ngài mà ta được giải cứu. Đức Chúa Trời con ơi, linh hồn con nao sờn trong con. Từ đất Giô-đanh, từ nối Hạt Môn và từ gò Mết-se-a, con nhớ đến Chúa. Vực thẳm gọi nhau trong tiếng ào ào của thác nước Chúa. Các lượng sóng và nước lũ của Chúa phủ chụp lấy con. Dù vậy, ban ngày Đức Giê-hô-va ban sự nhân từ Ngài, ban đêm bài hát Ngài ở cùng con, tức là bài cầu nguyện với Đức Chúa Trời, là đấng ban sự sống cho con. Con sẽ thưa với Đức Chúa Trời là vần đá của con rằng, sao Chúa quên con? Vì sao con phải buồn thảm dưới sự áp bức của kẻ thù? Khi kẻ thù chế giễu con, hàng ngày chúng cứ hỏi, Đức Chúa Trời ngươi đâu, khiến con đau đớn như xương cốt bị gãy. Hỡi linh hồn ta, vì sao ngươi sờn ngã và bồn chồn trong mình ta? Hãy hy vọng nơi Đức Chúa Trời, vì ta sẽ còn ca ngợi Ngài, là đấng cứu giúp ta và là Đức Chúa Trời của ta. 1 Timôthê đoạn 6. Tất cả những người dưới ách nô lệ phải tôn trọng chủ mình mọi mặt để danh Đức Chúa Trời và sự dạy dỗ của chúng ta không bị xúc phạm. Những ai có chủ là tín hữu, thì đừng lấy cớ họ là anh em mà thiếu tôn trọng họ. Nhưng càng phải phục vụ tận tâm hơn, vì người được phục vụ đó là tín hữu và anh em yêu dấu. Đó là những điều con phải dạy và khuyên bảo họ. Nếu có người dạy giáo lý khác không phù hợp với lời chân chính và giáo lý tin kính của Chúa chúng ta là Đức Chúa Giê-xu Christ, thì đó là kẻ kiêu ngạo, không hiểu biết gì, nhưng mắc bệnh ham tranh luận, cãi lẽ về chữ nghĩa, gây ra sự ganh ghét, bất đồng, phỉ báng, nghi kỵ xấu xa. Sự tranh cãi triền miên giữa những kẻ có tâm trí hư hoại, đánh mất chân lý, xem sự tin kính như là phương tiện trục lợi. Sự tin kính cùng sự thỏa lòng chính là nguồn lợi lớn. Vì khi chào đời chúng ta chẳng đem gì theo, thì lúc lìa đời cũng không thể mang gì đi được. Vì vậy, có cơm ăn, áo mặc thì phải thỏa lòng. Còn những ai ham giàu có thì rơi vào sự cám dỗ, mắc vào cạm bẫy, sa vào những tham muốn dại dột và nguy hại, là những điều nhận chìm con người trong sự hủy diệt và hư mất. Vì lòng tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác, một số người vì đeo đuổi nó mà lìa bỏ đức tin, tự tuốt lấy nhiều nỗi đau nhức nhối. Nhưng hỡi con là người của Đức Chúa Trời, hãy tránh xa những điều đó và tìm kiếm điều công chính, tin kính, đức tin, yêu thương, kiên nhẫn, mềm mại. Hãy vì đức tin mà chiến đấu dũng cảm, giành lấy sự sống đời đời, là sự sống mà con đã được gọi đến. Và vì đó mà con có lời tuyên xưng tốt đẹp trước mặt nhiều dân chứng, trước mặt Đức Chúa Trời là đấng ban sự sống cho muôn loài, và trước mặt đấng Christ Jesus là đấng có lời tuyên xưng tốt đẹp khi làm chứng trước Pontius Pilate. Ta khuyên con phải giữ điều răn dạy này một cách trọn vẹn, không chỗ trách được, cho đến ngày Chúa chúng ta là Đức Chúa Giê-xu Christ hiện đến. Là điều mà đấng chủ tể hạnh phúc và duy nhất, là vua của các vua, Chúa của các chúa, sẽ tỏ bày vào đúng thời điểm của Ngài. Là đấng duy nhất không hề chết, người giữa ánh sáng không ai có thể đến gần được. Là đấng chưa người nào thấy hoặc có thể thấy được. Cầu xin sự tôn kính và quyền năng đời đời thuộc về Ngài. Amen. Hãy khuyên bảo những người giàu ở thế gian này đừng kiêu ngạo và đừng đặt hy vọng vào của cải không chắc chắn. Nhưng hãy đặt hy vọng nơi Đức Chúa Trời là đấng mỗi ngày ban mọi vật một cách dư dật để chúng ta vui mừng.
họ phải làm việc thiện, làm nhiều việc phước đức, có lòng rộng rãi sẵn sàng chia sẻ. Như vậy, họ tích lũy cho tương lai mình một nền tảng vững bền để nắm chắc sự sống thật. Timôthê ơi, hãy giữ lấy những gì đã được giao phó cho con, tránh những lời nhảm nhí, phàm tục và các cuộc tranh cãi về những điều nhầm tưởng là tri thức. Vì muốn có tri thức đó mà có người đã đánh mất đức tin. Cầu xin ân điển ở với anh em. Ê-sai, đoạn 37. Khi nghe tin ấy, vua Ê-sê-chia liền xé áo mình, mặc áo xô và đi vào đền thờ Đức Giê-hô-va. Vua sai quan quản lý cung điện là Ê-li-a-kim, thư ký Sép-na và các thầy tế lễ cao niên mặc áo xô đến gặp nhà tiên tri Ê-sai. Con trai của A-mốt, họ nói với ông: vua Ê-sê-chia nói thế này: hôm nay là ngày hoạn nạn, quả phạt và ô nhục, như đàn bà đã đến lúc phải sinh con nhưng không đủ sức để sinh. Chắc Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ông đã nghe những lời của Rab-sa-kê mà chủ hắn là vua A-si-ri đã sai đến để nhạo báng Đức Chúa Trời hàng sống, và Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ông sẽ trừng phạt chúng theo những lời mà ngài đã nghe. Vậy xin ông dâng lời cầu nguyện cho những người còn sót lại đây. Khi các đầy tớ của vua Ê-sê-chia đến gặp Ê-sai, thì Ê-sai nói với họ: các ông hãy về tâu lại với chủ mình rằng Đức Giê-hô-va phán thế này: đừng sợ, những lời con đã nghe là những lời mà các đầy tớ của vua A-si-ri đã xúc phạm đến ta. Này, ta sẽ đặt một thần linh trong nó, khiến nó nghe tin đồn mà rút quân về nước. Ta sẽ làm cho nó ngã chết dưới lưỡi gươm ngay tại xứ sở nó. Khi Rab-sa-kê trở về thì gặp vua A-si-ri đang đánh thành Lip-na, vì ông được tin vua đã rời khỏi La-ki. Bây giờ, vua A-si-ri được tin báo về tiệc Ha-ca vua Cốt rằng vua ấy đang kéo quân ra giao chiến với bệ hạ. Nghe thế, vua A-si-ri lại sai các sứ giả đến gặp Ê-sê-chia và dặn rằng: các ngươi hãy nói với Ê-sê-chia vua Giu-đa rằng đừng để Đức Chúa Trời là đấng mà các ngươi tin cậy lừa dối ngươi, rằng Jerusalem sẽ không rơi vào tay vua A-si-ri đâu. Này, hẳn ngươi có nghe những gì các vua A-si-ri làm cho tất cả các nước? Chúng đã bị tiêu diệt hoàn toàn, còn ngươi, ngươi sẽ thoát được sao? Thần của các nước mà cha ông ta đã tiêu diệt, tức là các thần của Gosan, Haran, Rezep và người Eden ở tại Telasa, có giải cứu họ được chăng? Vua của Hamat, vua của Akbat, vua của các thành Sephatvaim, Heina và Iva ở đâu? Ê-sê-chia nhận bức thư do các sứ giả trao tận tay. Đọc xong, vua liền đi lên đền thờ Đức Giê-hô-va và trải thư ra trước mặt Đức Giê-hô-va. Ê-sê-chia cầu nguyện với Đức Giê-hô-va: lạy Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel, là đấng ngự trên các cherubim, chỉ một mình Ngài là Đức Chúa Trời của mọi vương quốc trên đất. Chính Ngài đã tạo nên trời và đất. Lạy Đức Giê-hô-va, xin nghiêng tai và nghe. Lạy Đức Giê-hô-va, xin mở mắt và xem. Xin nghe mọi lời mà Sanchirip đã gửi đến để phỉ báng Đức Chúa Trời hàng sống. Lạy Đức Giê-hô-va, các vua A-si-ri thật đã tàn phá mọi xứ sở và đất đai của họ, ném các thần của họ vào lửa, vì chúng không phải là thần, mà chỉ là sản phẩm bằng gỗ và bằng đá do tay người làm ra, nên chúng đã bị hủy diệt. Vậy bây giờ, lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng con, xin giải cứu chúng con khỏi tay Sanchirip, để mọi vương quốc trên đất đều biết rằng chỉ một mình Ngài là Đức Giê-hô-va. Ê-sai, con trai của A-mốt, sai người đến tâu với vua Ê-sê-chia rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel phán, vì con đã cầu xin ta về Sanchirip, vua A-si-ri, đây là lời Đức Giê-hô-va đã phán về nó: trinh nữ Si-ôn khinh miệt ngươi, chế nhạo ngươi, con gái Jerusalem lắc đầu sau lưng ngươi. Ngươi đã phỉ báng và xúc phạm đến ai? Ngươi đã lên giọng và ngước mắt tự cao chống lại ai?
Ngươi dám chống lại đấng thánh của Israel sao? Ngươi đã dùng các thuộc hạ phỉ báng Chúa. Ngươi nói với vô số chiến xa, ta lên các đỉnh núi cao, đến đỉnh cao chót vót của Liban. Ta sẽ đốn những cây bá hương cao hơn hết và những cây tùng tốt nhất của nó. Ta sẽ đến chỗ xa nhất trong rừng cây rậm rạp. Ta sẽ đào giếng và uống nước. Ta đã làm cạn khô mọi sông ngòi Ai Cập với đôi bàn chân ta. Có phải ngươi không hề nghe rằng ta đã định việc này từ lâu? Những gì ta đã hoạch định từ xa xưa, nay ta khiến nó xảy ra để ngươi biến các thành kiên cố ra những đống đổ nát hoang tàn. Cư dân các thành ấy phải bó tay, khiếp sợ và hổ thẹn. Họ như cây cỏ ngoài đồng, giống như đám cỏ xanh, như cỏ non mọc trên mái nhà, khác nào cánh đồng trước khi lúa mì mọc lên. Nhưng ta biết khi ngươi ngồi, lúc ngươi đứng, khi ngươi ra, lúc ngươi vào, và ngay cả khi ngươi điên cuồng chống lại ta. Vì ngươi điên cuồng chống lại ta, và lời ngạo mạn của ngươi đã thấu đến tai ta, nên ta móc khoen vào mũi ngươi, tra hàm thiết vào miệng ngươi. Ta sẽ khiến ngươi phải trở về theo con đường mà ngươi đã đến. Hỡi Ê-xê-chia, đây sẽ là dấu hiệu cho con. Năm nay các con sẽ ăn sản vật tự mọc, năm thứ nhì ăn sản vật mọc lên do hạt giống tự rơi. Nhưng đến năm thứ ba hãy gieo và gặt, trồng nho và ăn trái. Những người trốn thoát của nhà Giu-đa còn sống sót sẽ tiếp tục đâm rễ ở dưới và ra trái ở trên, vì sẽ có dân sót lại đi ra từ Jerusalem và nhóm người trốn thoát ra từ núi Sion. Lòng sốt sắng của Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ thực hiện điều đó. Vì vậy, Đức Giê-hô-va phán về vua Assyria như sau: nó sẽ không vào được thành này, sẽ chẳng bắn vào đó một mũi tên nào, cũng chẳng dùng khiên hay đắp lũy mà tấn công thành. Nó sẽ theo con đường mình đã đến mà trở về, không vào thành này được đâu. Đức Giê-hô-va phán vậy, vì ta và vì David đầy tớ ta, chính ta sẽ bảo vệ và giải cứu thành này. Bây giờ một thiên sứ của Đức Giê-hô-va vào trại quân của người Assyri và giết 185.000 người. Sáng hôm sau, người ta dậy sớm và thấy toàn là xác chết. Sanherib vua Assyri rút quân về và ở tại Ninive. Một hôm, khi vua Sanherib đang cúi lại thần của mình trong đền thờ Nisroch, thì các con trai của vua là Atramelech và Sarasse dùng gươm giết vua, rồi trốn sang xứ Ararat. Con vua là Esat Hadon lên kế vị. Esai đoạn 38. Trong những ngày đó, Ê-xê-chia lâm bệnh sắp chết. Nhà tiên tri Esai, con trai Amos, đến gặp vua và nói: Đức Giê-hô-va phán thế này, hãy sắp đặt việc nhà của con, vì con sắp chết, không sống được nữa. Ê-xê-chia quay mặt vào tường và cầu nguyện với Đức Giê-hô-va: Lạy Đức Giê-hô-va, xin nhớ lại rằng con vẫn bước đi trước mặt Ngài cách trung tín hết lòng và làm điều thiện dưới mắt Ngài. Rồi Ê-xê-chia khóc rất thảm thiết. Bấy giờ có lời Đức Giê-hô-va phán cho Ê-sai: Hãy trở lại nói với Ê-xê-chia rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của David tổ phụ vua phán thế này: Ta đã nghe lời cầu nguyện của con và thấy nước mắt con. Này, ta sẽ cho con sống thêm 15 năm nữa. Ta sẽ giải cứu con cùng thành này khỏi tay vua Assyri, và ta sẽ bảo vệ thành này. Đây là dấu hiệu Đức Giê-hô-va ban cho vua để chứng tỏ rằng Đức Giê-hô-va sẽ thực hiện điều Ngài đã phán hứa. Này, ta sẽ làm cho bóng mặt trời đã chiếu xuống các bậc của đồng hồ mặt trời của Acha lui lại 10 bậc. Vậy, trên đồng hồ mặt trời, bóng mặt trời đã lui lại 10 bậc mà nó đã đi qua. Sau khi lâm bệnh và được chữa lành, thì Ê-xê-chia vua Giu-đa đã viết những lời này: Tôi từng nói, giữa chừng cuộc đời, tôi phải ra đi. Những năm còn lại của đời tôi bị tiêu mất nơi các cửa âm phủ. Tôi từng nói, tôi chẳng còn thấy Đức Giê-hô-va nữa, là Đức Giê-hô-va ở trên đất người sống. Tôi không còn nhìn thấy loài người nữa, là những người đang sống trên trần gian. Nơi ở của tôi bị nhổ lên và dời xa khỏi tôi như cái lều của người chăn chiên. Tôi cuốn đời tôi như thợ dệt cuốn vải, Chúa cắt tôi khỏi khung cửi.
sớm còn tối mất, Chúa kết thúc đời tôi. Tôi giữ yên lặng cho đến sáng mai, nhưng Ngài đã xé tất cả xương tôi như sư tử. Sớm còn tối mất, Chúa kết thúc đời tôi. Tôi rầm rì như chim hạc, chim yến, gù gù như chim bồ câu, mắt tôi mỏi mòn nhìn lên cao. Lạy Chúa, con đang trong cơn khốn đốn, xin Ngài giải cứu con. Con biết nói gì đây? Vì Ngài đã phán với con thì Ngài cũng đã làm thành việc ấy. Suốt đời con sẽ bước đi cách khiêm nhường, vì tâm hồn con đầy nỗi đắng cay. Lạy Chúa, người ta sống là nhờ những điều ấy, thần linh con cũng nhờ đó mà sống. Xin Chúa chữa lành cho con và bảo tồn mạng sống của con. Này, nỗi cay đắng của tôi đã trở nên sự bình an. Chúa đã yêu thương linh hồn tôi, đem nó ra khỏi hầm hủy diệt, vì Chúa đã ném mọi tội lỗi tôi ra sau lưng Ngài. Vì âm phủ không thể cảm tạ Chúa, chịu chết không thể ca ngợi Ngài. Những kẻ đã xuống mồ không còn hy vọng nơi sự thành tín của Ngài nữa. Người sống, chỉ có người sống mới cảm tạ Chúa, như tôi làm hôm nay. Người làm cha hãy dạy con cái mình biết sự thành tín của Ngài. Đức Giê-hô-va là đấng cứu rỗi tôi, trọn đời chúng tôi sẽ đàn và hát trong nhà Đức Giê-hô-va. Ê-sai bảo các đầy tớ vua, hãy lấy một cái bánh trái vả đắp trên chỗ ung độc thì vua sẽ sống. Ê-sai chia hỏi, có dấu hiệu nào cho biết rằng ta còn được lên đền thờ Đức Giê-hô-va không?